Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Giữ chút gì rất Huế giữa Sài Thành. Cái tên mà tôi đủ để thực khách hiểu ngay, món bánh canh được nấu theo vị Huế. Và dĩ nhiên, chủ quán cũng là người Huế. Bạn từ Huế vào, muốn tôi đưa đến một quán nào đó rất Huế, nhưng phải theo cách của Sài Gòn, hòa hợp với lối buôn bán và nếp ăn của người phố, nhưng vẫn giữ được vị Huế đậm đà. Hỏi thăm mãi, tôi mới tìm được một quán bánh canh đáp ứng tiêu chí của bạn. Cái tên mà tôi đủ để thực khách hiểu, món bánh canh được nấu theo vị Huế. Và dĩ nhiên, chủ quán cũng là người Huế. Quán nhỏ với cái bàn bày biện đồ ăn ngay trước thềm nhà, cùng nồi nước lèo nghi ngút khói, thêm dăm cái bàn và vài cái ghế. Vậy mà thực khách vui vẻ chen ngang rồi ngồi xì sụp vị Huế dưới chiều mưa lất phất. Tiếng rộn ràng và lẫn nhiều âm thanh của người miền Trung, chứ không riêng Huế, có cả giọng miền Tây. Khách như trót phải lòng món bánh canh độc đáo, thơm lừng mùi nước lèo hầm từ xương và nêm nếm theo phong vị gia truyền. Mà chủ quán chỉ cười trừ khi ai đó hỏi nấu sao mà ngon quá chừng. Bánh canh ở đây làm bằng bột gạo, sắt tay nên cộng bánh ít khi đều nhau. Sau khi nấu chín, sợi bánh sẽ được thả vào nồi nước lèo cạnh bên để nấu chung. Thành thử, nồi bánh canh bắt mắt và sợi bánh luôn đậm đà, quyện lấy hương vị của nước dùng. Đi ngang qua nồi bánh canh, khách khó cưỡng lại cơn thèm. Nồi bánh canh sền sệt, kẹo kẹo màu đỏ lại tỏa mùi thơm ngọt ngọt. Chỉ dừng lại ở đó, mâm đồ ăn bày biện sẵn gồm thịt, giò, cua, trứng, huyết để thực khách ăn gì gọi đó, khiến chỉ cần bước qua cái bàn để trước thềm nhà đã nghe bụng dạ sôi réo rắt. Giọng Huế nhỏ nhẹ hỏi món, giọng Huế cười vui khi trả lời khách hàng, làm không gian quán luôn dễ chịu. Chủ quán vốn là người phố cổ bao vinh xứ Huế, biến thiên thời cuộc đổi dời, chị theo gia đình vào Nam hơn chục năm nay, nhưng mở quán mới chỉ hơn 7 năm. Quán nằm ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Bao năm qua vẫn giữ nét Huế trong cách nêm nếm. Ban đầu ít khách biết đến, nhưng dần dà khách ăn xong thấy ngon rồi giới thiệu nhau. Cứ vậy mà mỗi ngày quán bán đến 8 nồi nước lèo to từ chiều đến đêm. Có mấy dịp lễ quán bán đến tận 2 giờ sáng. Khách đi chơi khuya về ghé làm tô bánh canh cho ấm bụng. Có lẽ nhờ bán buôn nhẹ nhàng, dễ chịu, giá cả bình dân, tô bánh canh đầy ắp thịt thà, cua chả, nên dù quán nhỏ lại nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng thực khách từ mấy quận trung tâm cũng hay tìm đến. Người bạn Huế của tôi, một chuyên gia về văn hóa ẩm thực của Huế, đã gật gù khen bánh canh có nêm gia vị Huế nên ăn vào thấy đậm đà ngay ở nước lèo, và độ cay thanh thanh cũng là từ một loại bột ớt gia truyền của Huế. Nhưng cách bán buôn của Sài Gòn với quán nhỏ, bàn ghế lụp xụp, bày biện rõ ràng bên ngoài, giá cả bình dân, thêm phần thoải mái xin cho, giữ xe lại miễn phí, thì đúng là rất Huế giữa Sài Thành.